Cristiano Ronaldo là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá. Trong sự nghiệp của mình, CR7 có rất nhiều khoảnh khắc tỏa sáng và làm thay đổi cục diện của một trận đấu. Cuộc đối đầu với Everton năm 2007, thời CR7 còn là một tiền vệ công trong màu áo MU, là một minh chứng điển hình nhất về đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu thế giới. Chỉ tuổi đôi mươi, nhưng mà khả năng định đoạt trận đấu đã được thể hiện từ khá sớm, đến từ siêu sao người Bồ. Cùng xem lại những diễn biến chính của trận đấu ngày hôm ấy. Tình huống đáng chú ý đầu tiên của trận đấu, may mắn đã mỉm cười với đội khách Manchester United khi Leon Lescott đã có pha đánh đầu cực căng làm rung chuyển khung thành của Van der Sar. Bắt nguồn từ tình huống đá phạt góc bên cánh phải, bóng được treo vào và số 16 tưởng chừng như đã có bàn thắng từ khá sớm cho Everton. Cuối cùng thì Everton đã mở tỷ số của trận đấu. Tình huống dẫn đến bàn thắng có phần may mắn khi mà cú đá phạt của cầu thủ đội nhà đập trúng chân của Michael Carrick, khiến cho thủ thành MU phải bó tay dù đã chủ động cản phá đúng hướng sút, 1-0 cho đội chủ nhà Everton. Đội khách đang dâng lên để tìm bàn gỡ với pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên của MU đến từ pha đột phá cá nhân của tiền đạo Wayne Rooney. Pha xoay sở khá tốt nhưng mà thủ môn đội nhà vẫn làm chủ được tình hình. Có thể thấy được sự nôn nóng ở những pha lên bóng của MU, nhưng mà nhìn chung lại họ vẫn đang triển khai bóng khá mạch lạc. Chiến thuật của huyền thoại Sir Alex Ferguson áp dụng lên các học trò của mình là rất rõ ràng. Lại là Rooney với pha đánh đầu từ cú treo bóng của đồng đội, nhưng mức độ cũng chỉ dừng lại ở cơ hội mà thôi. Có thể thấy là sau khi bất ngờ nhận lấy bàn thua thì bầy quỷ đỏ đang tràn lên tấn công, nhưng các cầu thủ Everton vẫn đang làm rất tốt công việc của mình đến lúc này. MU vẫn tiếp tục có những tình huống tấn công khá bài bản, tuy nhiên vẫn ở những cú dứt điểm cuối cùng thiếu đi sự chuẩn xác cần thiết để cụ thể hóa những cơ hội của mình. Vừa rồi là pha băng cắt cực nhanh của Rooney vẫn còn chậm một nhịp để ngôi sao người Anh chạm chân vào quả bóng. Các pha đánh biên đang được triển khai khá nhiều, liên tục là các pha phối hợp từ hai cánh được thực hiện. Oxley, Giggs và Rooney đang làm khuấy đảo hàng thủ đối phương nhưng vẫn thiếu sự chính xác nhất định. Đội khách cần có một nhân tố chủ chốt để có thể thực hiện được những cơ hội mình tạo ra. Thêm một bất ngờ nữa đã xảy ra, Everton gia tăng cách biệt lên thành 2-0 với pha làm bàn cực kỳ đẳng cấp và đẹp mắt của Fernandes. Pha đỡ bước 1 và tung cú dứt điểm ngoài vòng cấm là rất quyết đoán. Khó có thể trách hậu vệ MU hay thủ thành của họ khi pha xử lý và ghi bàn của số 37 là không thể cản phá. Cuối cùng thì nhiều nỗ lực hãm thành tìm kiếm bàn gỡ của Manchester United đã có kết quả. Sai lầm đáng trách của thủ môn Everton có pha phán đoán điểm rơi từ quả treo bóng khá tệ và mắt không dính bóng. John Oxley là cầu thủ tận dụng cơ hội để đá bồi, tỷ số đang được rút ngắn xuống còn 2-1. Ronaldo đã được vào sân thay người, ngay lập tức số 7 của MU đã có pha cảnh báo cho đội nhà bằng cú sút xa. Đi khá thiếu chính xác, nhưng là lời cảnh báo cho hàng thủ đội nhà. Có thể thấy CR7 đang rất nóng lòng để thể hiện mình. Cuối cùng thì ngôi sao người Bồ cũng có được dấu ấn của riêng mình và chính cầu thủ này là nguyên nhân chính dẫn đến bàn gỡ hòa 2-2 cho đội khách. Bắt nguồn từ cú đá phạt góc, Ronaldo có pha bật cao hơn tất cả để tung cú đánh đầu cực căng. Bóng đi trúng hậu vệ đối phương nhưng nó vô tình khiến số 18 của Everton phải luống cuống đá phản lưới nhà. Tuy không trực tiếp ghi bàn nhưng áp lực mà CR7 tạo nên ở pha bóng này là quá rõ ràng. Nếu may mắn hơn thì bàn thắng sẽ được ghi công cho cầu thủ này thay vì bàn phản lưới. Wow, lần đầu tiên trong trận đấu MU vươn lên dẫn trước đối thủ, pha solo và ghi bàn cực đẳng cấp của Wayne Rooney. Tình huống tấn công và dẫn đến bàn thắng vẫn có dáng dấp của Ronaldo khi mà siêu sao người Bồ là người mở cánh khá thoáng cho Oxley căng ngang để Rooney xử lý và ghi bàn. Tỷ số là 3-2 cho MU. Tình huống đối mặt với thủ môn của Everton không thành công của CR7, một cơ hội khá rõ ràng để ngôi sao này điền tên mình lên bảng tỷ số, nhưng đáng tiếc, cú dứt điểm có phần nôn nóng cuối cùng cũng không qua được thủ môn.
Lại là Ronaldo với pha tân bóng khá điều nghệ để Ryan Giggs căng ngang vào khung thành đối phương, bóng được hậu vệ Everton cản phá và tình huống nguy hiểm được giải vây. Kể từ khi vào sân thì rõ ràng gần như mọi tình huống lên bóng và dẫn đến bàn thắng đều qua chân Ronaldo. Siêu sao này rất tích cực di chuyển làm bóng và nỗ lực dứt điểm, và dường như Everton không có phương án nào để có thể ngăn cản được sự bùng nổ của cầu thủ này. Tỷ số được nâng lên thành 4-2 cho Quỷ Đỏ MU. Everton đã nhận đòn hồi mã thương chí mạng đến từ Ryan Giggs và kiến tạo khá dễ dàng của Rooney khi mà Giggs có pha xử lý cực đẳng cấp. Cầu thủ xứ Wales độc diễn và có cú cứa lòng hoàn hảo đủ để làm bó tay thủ thành đội nhà. Và trọng tài cuối cùng cũng đã thổi còi kết thúc trận đấu. Chiến thắng thuộc về cho đội khách Manchester United khi họ đánh bại được Everton với tỷ số 4-2. Một màn lội ngược dòng đầy kịch tính và hấp dẫn. Tuy không thể tự mình ghi bàn, nhưng mà chắc chắn cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu không ai khác chính là Cristiano Ronaldo. Kể từ khi vào sân thì cục diện trận đấu đã xoay chuyển một cách chóng mặt. Quỷ Đỏ đã hiện thực hóa cơ hội để ghi bàn một cách triệt để và đa số đều qua đôi chân của Ronaldo. Vừa rồi là trận đấu mà Ronaldo vào sân từ ghế dự bị thay đổi trận đấu. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.